hệ thống phun thuốc tự động của Mekamagi xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Thì đây là video thực tế về cái phun thuốc cho cây sầu riêng ở 2 năm tuổi. Vận hành là một bếp ngọn và 3 bếp thân. Thì video này chúng tôi sẽ phát trên tất cả các kênh YouTube của công ty Mekamagi, bao gồm kênh sức khỏe cây trồng và kênh kỹ thuật nông nghiệp Mekamagi. Sau đây thì xin mời quý vị và quý bà con chúng ta sẽ quan sát một số cái thông tin thực tế mà chúng tôi ghi nhận tại vườn sầu riêng ghi 6 2 năm tuổi nhé. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì đây là vận hành của hệ thống phun thuốc được lắp đặt từ công ty Mekamagi nha. Thì đây là chúng ta lắp đặt cho cây sầu riêng hiện nay chỉ mới có 2 năm tuổi thôi quý vị. Thì với cây sầu riêng của mình thì từ 2 năm trở lên, khi bộ khung mẫu tán đã khá đầy đủ như thế này, hoặc là thậm chí có thể là năm thứ 3, thì quý vị sẽ lưu ý tới cái hệ thống phun thuốc. Vì thì cái bộ tán rộng thì chúng ta mới tận dụng được hết cái khả năng của cái bộ phun thuốc ha. Chứ nếu mà tán nhỏ quá thì cái khả năng nước nó rơi rớt xuống như thế này sẽ rất là nhiều. Thì cái này là anh em mới chạy demo thôi nghe quý vị. Có nghĩa là bây giờ cái lượng nước này là nước bình thường thôi, chứ không phải là thuốc. Để mình chạy và mình kiểm tra xem là cái tán lá nó có ướt đầy đủ hay không, và cái lượng rơi rớt xuống này như thế nào, để mà chúng ta sẽ điều chỉnh những cái phương án bét phun xương bên trong thân lại, chứ cũng không có vấn đề gì nhiều ha. Cho nên đây chỉ là một cái clip demo thôi, nên là quý vị đừng có nghĩ đây là nước thuốc nha. Để trong quá trình anh em tác nghiệp cũng như là những cái giọt nước mà nó rơi xuống bên dưới đó thì quý vị cũng đừng quan tâm, để chúng ta sẽ có thể điều chỉnh bét được. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì với cái hệ thống phun thuốc thì chúng ta sẽ vận hành một cái hệ thống đường ống khác hoàn toàn so với hệ thống tưới gốc nha. Để quý vị chúng ta nắm rõ là không biết là cái hệ thống phun thuốc thì nó có đi cùng với cái hệ thống tưới nước bên dưới được hay không, thì xin thưa quý vị là chúng ta sẽ đi hai cái hệ thống khác nhau hoàn toàn. Thì hiện nay thì với cái vận hành của hệ thống phun thuốc thì chúng ta sẽ lắp đặt một số bét trong thân tùy theo bố trí của cây và cũng như là cái tán cây. Thì bét phun xương này sẽ được nối với dây 7 ly và dây 7 ly sẽ nối với dây 16 ly. Dây 16 này thì sẽ đi từ cái khu vực đường nối của dây 20 lên trong từng gốc cây. Đó là dây 16 ha, chúng ta nhìn vào phía bên trong. Do nước hơi nhiều nên là mình không có di chuyển camera vào bên trong được nha quý vị. Và cái dây 7 ly thì sẽ nối với dây 16 và sẽ tiến ra thành những cái bét bên ngoài. Thì đây là cái khu vực mà chúng ta đang lắp bét phun xương quý vị. Bét phun xương đang hoạt động. Thì mỗi một cái bét phun xương như thế này thì nó sẽ phụ trách ở một số tầng tán của bên của nó. Và với cây sầu riêng khoảng 2 năm thì trung bình nó khoảng 3 bét quý vị. Chúng ta sẽ bố trí 3 góc khác nhau. Vị trí bên này thì qua này thì chúng ta sẽ còn một cái vị trí nữa là bét phun xương thứ hai bên đây. Thì nó sẽ phụ trách cái tầng tán khu vực này. Và phía bên kia nữa thì chúng ta sẽ còn một bét nữa, đó là bét phun xương thứ ba ha. Và ở trên ngọn thì chúng ta sẽ sử dụng một cái bét ngọn, đó là bét MK88 với lưu lượng là 30 lít ha. Thì chúng ta phun từ bên ngọn bên trên xuống. Do cái cây sầu riêng của mình thì nó là tán hình thông, cho nên thì chúng ta sử dụng bét ngọn thì những cái giọt nước mà chúng ta không bẻ gời cái gì, để cho nó rơi rớt từ những vị trí bên trên xuống bên dưới. Bên trong này thì chúng ta bổ sung thêm một cái số bét ở trong thân nữa để phun xương tỏ từ bên trong ra bên ngoài, thì nó sẽ ướt toàn bộ bề mặt trên, bề mặt dưới của lá và ướt luôn cả những cái vị trí trong thân cành luôn. Thì cái này nó sẽ rất là dễ trong cái việc mà con mình quản lý nấm bệnh, đặc biệt là với những cái nấm trong thân, ví dụ như nấm hồng chẳng hạn, hoặc là với cái đối tượng là gầy xanh. Khi mà chúng ta phun đồng loạt như thế này thì cái khả năng gầy xanh nó trú ẩn và nó di chuyển qua những cái khu vực khác nó sẽ bị chậm hơn, và nó khả năng bị tiêu diệt nó sẽ rất là cao. Thì đây là cái ưu điểm của cái hệ thống phun thuốc hiện nay mà chúng tôi đang áp dụng rất là nhiều vườn, kể cả miền Đông cũng như là miền Tây của chúng ta, chủ yếu là trên cái phương án của cây sầu riêng. Một số nơi thì có lắp đặt trên bưởi, mà bưởi lâu năm quý vị. Còn như những cái cây nhỏ thì chúng ta lắp cái hệ thống này thì chúng ta chưa tận dụng được hết cái hiệu quả của cái hệ thống phun thuốc ha, cho nên là bà con mình cũng không gấp. Nhưng mà cả năm thứ hai lên trở lên thì chúng ta nên lưu ý cái phương án này. Thì đây là một cái vườn ghi 6 khoảng 2 năm tuổi nha. Vườn này thì ở miền Tây quý vị. Rồi thì ở đây chúng tôi sẽ bắt cận một tí xíu về cái hoạt động của bét phun xương trong thân quý vị. Cái bố trí này mình hoàn toàn có thể di chuyển được quý vị. Mình chỉ cần quấn băng keo về cái dây 7 ly kết nối với một cái cành
để chúng ta cố định cái bếp phun sương này tại một cái vị trí thân nào đó thôi. Và cái vị bếp này thì chúng ta có thể điều chỉnh cho cái hạt của nó to hơn hoặc nhỏ hơn tùy ha, tùy theo cái tán cây cũng như là cái lượng thuốc hoặc là cái lần sử dụng đó chúng ta muốn điều chỉnh như thế nào, hoặc là cái thời điểm đó chúng ta muốn điều chỉnh như thế nào, ví dụ như mùa nắng điều chỉnh thế nào, mùa mưa điều chỉnh thế nào thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý một lần. Và trong cái quá trình vận hành thì chúng ta hoàn toàn không cần phải bước vào bên trong đâu quý vị, tại vì chúng ta đã kiểm tra hệ thống ngày hôm nay rồi, thì vận hành là chúng ta đã xem xét rồi. Thì sau khi mà bà con mình phun xong thì chúng ta có thể đảo xung quanh một số cây để chúng ta kiểm tra về cái mức độ ướt, mức độ đều của cái vườn mình như thế nào thôi. Còn ngày hôm nay thì cứ chạy demo ha, cho nên là mình cứ tham quan thoải mái thôi chứ cũng không vấn đề. Hiện nay thì vận hành chỉ cần vài phút thôi quý vị thì nó đã ướt đều cây hết rồi. Còn cái này là do anh em chạy demo đi kiểm tra từng cây cũng như là thực hiện một số cái đoạn phim ngắn để cho quý vị mình quan sát. Cho nên hiện nay thì ướt hơi nhiều ha. Cái này thì tưới nãy giờ cũng đã hơn 10 phút rồi. Nhưng mà chúng ta thấy là mật độ ướt thì trong vòng khoảng cỡ vài phút thôi quý vị, trung bình là khoảng chừng 2-3 phút đến 5 phút thôi nó đã ướt đều hết rồi, do chúng ta điều chỉnh cái bếp như thế nào thôi ha. Đây là vận hành, là chúng ta quan sát cái bếp ngọn tí xíu nha. Đó, bếp ngọn thì nó đang phun nước xuống thì nó sẽ ướt những cái bề mặt lá phía bên trên và nó nhiễu xuống những cái tầng lá bên dưới. Còn ở trong thì chúng ta sẽ có bếp phun sương để mà chúng ta tạo sương từ phía bên trong thân mà bung ra ngoài thì nó sẽ bám vô cái bề mặt dưới của lá ha. Và đương nhiên thì với cái hệ thống phun thuốc thì chúng ta nên vận hành vào thời điểm đứng gió như thế này quý vị. Quý vị nhìn cái ngọn sầu riêng là biết là thời điểm đứng gió ha. Và chúng ta nên phun vào buổi chiều mát. Đối với cái thuốc bệnh ha, thuốc sâu bệnh thì chúng ta nên phun vào buổi chiều mát thì khả năng quản lý dịch hại nó sẽ tốt hơn. Và cái việc vận hành này thì nó không có tốn nhiều thời gian, bởi vì chúng ta vận hành chỉ cần vài phút là xong cho cả vườn rồi. Nhiệm vụ còn lại của chúng ta là chỉ quan sát một tí xíu coi cây đã ướt đều hay chưa. Trước đó thì chúng ta chỉ cần pha thuốc, đưa vào bồn thuốc thôi là xong rồi ha. Thì với cái vận hành này thì ở miền Tây là do đất không đồi dốc ha, cho nên thì sau khi tưới dứt điểm cái lượng thuốc thì chúng ta sẽ dừng lại. Như vậy thì nó sẽ còn lại một số cái lượng thuốc ở trong đường ống quý vị. Ví dụ thì nó sẽ còn thuốc ở trong những cái đường ống này. Thì sau khoảng cỡ 2 giờ đồng hồ sau khi phun thì có nghĩa là cái lượng thuốc đã được hấp thu hoàn toàn vào cây trồng của mình. Thì bề mặt lá đã khô và cây đã hấp thu tốt một cái lượng thuốc trước đó. Thì nhiệm vụ còn lại của chúng ta là sẽ đẩy luôn cái lượng thuốc còn lại trong đường ống đi ra cây của mình thêm một lần nữa, xem như là chúng ta phun lần thứ hai. Hay nhưng mà lần này loãng để mà chúng ta đẩy hết cái lượng thuốc ra. Và chúng ta sẽ phun thêm một ít nước nữa để rửa cái đường ống và chúng ta phun ra cây trồng luôn. Cái điều này thì nó sẽ có hai việc. Việc thứ nhất là chúng ta đã đảm bảo được cái lượng thuốc để quản lý cho cây trồng mình trước đó 2 tiếng đồng hồ rồi, là coi như việc quản lý sâu bệnh của chúng ta đã được giải quyết xong. 2 tiếng đồng hồ sau, nhiệm vụ của chúng ta đó là rửa đường ống. Và đôi khi chúng ta sẽ phun lại lần thứ hai cho những cái dịch hại giống như gầy xanh chẳng hạn ha. Thì lần thứ hai này thì chúng ta sẽ đưa cái lượng thuốc này còn lại ra cây trồng thêm một lần nữa để tiếp tục quản lý dịch hại, cũng như là sẽ rửa đường ống của mình nó sẽ ok hơn. Rồi cái này là quay ngược nắng nha, để cho quý vị thấy được là những cái tia sương mà cái bếp của mình nó bắn lên như thế này. Đây, rõ ràng hơn ha, hơi chá chá nhưng mà quý vị sẽ thấy được những cái giọt sương mà nó rơi rớt xuống li ti đó. Thì đó là những cái giọt sương do cái bếp thân nó tạo ra. Do ngược sáng cho nên thì sẽ không thấy rõ trong thân đâu, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được những cái giọt sương thông qua những cái tia nắng nó gọi xuống đó quý vị. Đây là vận hành chính của cái bếp thân như quý vị. Chúng ta sẽ thấy được cái màu trắng xóa đó là do những cái sương do cái bếp thân nó tạo ra. Và điều này thì sẽ cho thấy là nếu như mà cây của chúng ta càng lớn, cái mật độ lá cũng như là cành tán càng nhiều thì cái sự phun thuốc này sẽ càng hiệu quả. Và cái sự mất thuốc đi nó sẽ ít đi rất là nhiều. Rồi. Còn bên đây thuận theo ánh sáng thì chúng ta sẽ thấy rõ cây nè. Thấy rõ cây và thấy được cái độ ướt của cái bề mặt lá ha. Bây giờ chúng ta quan sát cái bề mặt lá nè. Thì thật ra thì nó vận hành trong vòng vài phút thôi quý vị. Tùy theo cái lượng thuốc và cái bố trí của mình ha, thì vài phút thôi thì nó đã quản lý xong rồi. Có nghĩa là cái việc phun thuốc nó chỉ diễn ra trong vòng vài phút là nó đã đều cả vườn rồi. Và chúng ta dừng ha. Rồi sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ khi bề mặt lá đã ướt và hấp thu hoàn toàn cái thuốc bảo vệ thực vật của chúng ta rồi, thì chúng ta mới tiến hành xử lý đường ống. Thì sau đó chúng ta sẽ đẩy ra thêm một lần nữa và chúng ta sẽ đưa nước vào chân đường ống trở lại để bảo vệ đường ống. Cũng như là phương pháp đẩy lần thứ hai này cũng được xem như là một phương pháp mà chúng ta đẩy cái thuốc bảo vệ thực vật ra cây trồng mình thêm một lần nữa ha. Thì nó sẽ nằm hoàn toàn trên cây trồng mình thôi. Nhưng quan trọng thì cái hiệu quả quản lý thì đã nằm ở lần thứ nhất ha. Chúng ta đã đảm bảo được cái liều lượng cũng như là cái hiệu quả về cái thuốc bảo vệ thực vật để quản lý nấm bệnh cũng như là côn trùng. Đó. Về trong thân thì cũng sẽ ướt rất là tốt quý vị. Chúng ta cố gắng đi vào trong thân được xíu. Do cái xương nó đang rơi thì sợ là cái máy quay nó sẽ không thấy rõ quý vị. Đây.
Đây là những cái ướt ở trong thân. Thì cái này vận hành nãy lúc nãy giờ nó cũng hơi lâu quý vị. Tuy nhiên thì trong vòng khoảng cỡ 3 đến 5 phút thôi thì cái trong thân nó cũng đã ướt cũng khá là đều rồi. Quý vị còn thấy cái màu xanh xanh nó bám trên đường ống, chắc hỏm gà ông chủ vườn ông có xử lý manh cô một lần cái gì rồi. Đây là bề mặt lá qua cạnh ha. Ở khu vực này thì bé phun sương nó nằm bên trên, bên đây. Đây cái anh phun sương anh còn đang phun nè. Đây cái bé phun sương này ha, thì nó tạo sương lên phía trên quý vị. Nó lên khoảng chừng dài phân bên dài tấc bên trên ha. Nó vận hành khoảng dài tấc bên trên và nó rơi rớt xuống thì nó sẽ bám đều trên cái tầng tán của nó đang hoạt động. Và đương nhiên cái hình thức như thế này thì càng đứng gió càng tốt quý vị, thì nó sẽ phun đều hơn, nó sẽ phụ trách đúng cái tầng tán do là mình bố trí bé thân theo cái hướng tán rồi. Thì nó rơi vô đúng cái hướng tán mình mong muốn thì cái cây của mình nó mới đều được. Đó, thì ý của mình là vậy. Còn nếu mà chúng ta phun trong điều kiện có gió thì đi xuôi theo chiều gió thì nó sẽ gây mất thuốc. Và những cái tầng tán nào ở phía trên chiều gió thì nó sẽ không nhận được thuốc ha. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì vừa rồi đó là một số vận hành thực tế của bét phun sương được lắp đặt để phun thuốc tự động cho vườn cây do công ty Mekong Agri cung cấp và lắp đặt. Thì bà con có thể liên hệ về với ba số điện thoại bên dưới để các anh em kỹ thuật sẽ tư vấn đầu tiên về những cái thiết kế cũng như là chúng ta lựa chọn vật tư và báo giá cho bà con chúng ta. Khi bà con mình thấy phù hợp về qua cái cách tư vấn của anh em và phù hợp với vườn cây của mình thì chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát thực tế và tiến hành lắp đặt cho bà con chúng ta. Nếu như bà con mình còn thắc mắc gì thì có thể để lại bình luận bên dưới nha, thì chúng tôi sẽ xem xét và trả lời cho bà con chúng ta. Hoặc là chúng ta cứ liên hệ trực tiếp với các anh em thông qua ba số điện thoại bên dưới thì chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn. Cảm ơn bà con đã luôn đồng hành cùng kênh Sức Khỏe Cây Trồng cũng như kênh Kỹ Thuật Nông Nghiệp Mekong Agri trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và canh tác thành công trên mảnh vườn của mình. Xin hẹn gặp lại trong những video lần sau.